vắng vẻ, tre biển hết xăng, đông đúc, nhích từng chút một để vào trạm xăng. Đó là những gì tiếp tục diễn ra tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 11 giờ trưa ngày 11 tháng 10 năm 2022. Trong khi các cây xăng của Petrolimex, Nam Sài Gòn, Phúc Lâm Petro đông nghẹt người đứng xếp hàng để đổ xăng, thì một số cây xăng thuộc hệ thống Sài Gòn Petro lại treo biển hết hàng hoặc chỉ hoạt động một nửa công suất do hết hàng. Hai ngày qua, công việc giao hàng của ông Trần Thanh Quang bị gián đoạn bởi xe hết xăng. Ông phải đi đến nhiều cửa hàng xăng dầu và chờ đợi rất lâu thì mới có thể đổ được xăng để đi giao hàng. Cũng có vài cây xăng đổ cũng đầy bình, nhưng mà cũng có một vài cây xăng thì ngày hôm nay thì mới gặp trường hợp là đổ 30.000. Như cây xăng ở Huỳnh Tấn Phát, ngay chỗ cái ngã tư Huỳnh Tấn Phát, 30.000. Tất cả mọi người đều 30.000, cứ bấm 30.000 mà đổ. Thì nếu mà không có đổ xăng được thì mình cũng biết cái tình hình hiện tại nó đang bị như vậy, thì cũng ráng, nếu trong cái bình xăng chưa có hết thì mình chạy ở ngoài một chút xíu rồi mình đi tìm những cây xăng nào mà nó vắng vắng thì mình vô. Nhưng mà thật sự là không có cây xăng nào vắng cả. Thật sự người ta rất đúng là đông, mà chẳng hạn như cây xăng này nè, thường thường nó đổ hai người nhưng mà bây giờ có một người đổ thì nó không được nhanh, cho nên lúc nào cũng ùn chặt chội vậy. Theo chia sẻ của ông Thanh Quang, chúng tôi tìm đến cây xăng Petrolimex trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới cái nắng chói chang, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi, nhích từng chút một để được vào trạm xăng, nhưng chỉ đổ được 30.000 đồng. Anh Đạt ở quận 7 chán nản và bức xúc trước tình trạng này. Tôi làm việc ở bên Tân Bình, thì xe nó hết xăng cho nên là ghé mấy cây xăng ở bên đó là chờ lâu quá không đổ được, cả tiếng hồ quá không vô được, nên ra là mới chạy về đây. Để về đây thì vô đây thì ở đây là trạm xăng là có hai trụ, nhưng mà chỉ có một trụ hoạt động thôi, và chờ tới 20 phút mới đổ được 30.000 thôi à, cho đổ có 30 à. 30.000 là do cây xăng gửi hàng đi. Cây xăng quy định vậy đó. Mà này là cây xăng nhà nước á. Xăng này là của nhà nước à. Mà cho đổ có 30.000 à. Bây giờ nếu mà giờ mình muốn đổ đầy thì mình phải đi thêm một chỗ nữa, hoặc là mình di vòng dễ vô. Mà vòng dễ vô thì ở đây tao quy định đổ có 30, mà vòng dễ vô có thể là nó không cho đổ nữa. Đó, thành ra là phải đi cây xăng khác, mà đi cây xăng khác nó mất thời gian quá. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định hiện nay có tình trạng các thương nhân phân phối không chủ động nhập hàng để kinh doanh vì bị thua lỗ, nên có thời điểm thiếu nguồn hàng cung cấp cho hệ thống phân phối. Đồng thời, cùng với một số lý do khách quan như do ảnh hưởng của bão, quá trình vận chuyển xăng dầu có gián đoạn, dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ, chưa đảm bảo việc cung ứng đầy đủ, thường xuyên, liên tục cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Trong công văn gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cả cơ sở mặt hàng xăng dầu, như mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, đồng thời rà soát loại phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và các loại thuế, nhằm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu trên cơ sở phù hợp với thực tế phát sinh và các quy định hiện hành. Chiều 11 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, trong kỳ điều hành lần thứ 2 trong tháng 10, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, cùng với việc tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng. Một số chi phí kinh doanh xăng dầu đã được Bộ Tài chính công bố điều chỉnh tăng, nên giá cơ sở xăng dầu đều tăng và được áp dụng từ sau 15 giờ chiều ngày 11 tháng 10 như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.292 đồng một lít, tăng 560 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng RON 953 715 đồng một lít. Giá xăng RON 953 không cao hơn 22.007 đồng một lít, tăng 564 so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.187 đồng một lít, tăng 1.979 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 22.820 đồng một lít, tăng 1.132 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.094 đồng một ký, ổn định so với giá bán hiện hành.